Chào anh em nhé, mới ngủ dậy. Bên server này mình vẫn còn 8.000 HP nên là mình sẽ thử mở 30 viên siêu phẩm nhé. Xem được cái gì ngon không, mình sẽ mua 30 viên. Còn 8.000 HP bên này. Chúng ta xem được cái gì nhá. 30 viên siêu phẩm, mong là mình sẽ được single Geode. Mình không mua được. 24 giờ sau mình mới mua được tiếp 10 dương nữa, mình chỉ mua được 20 dương thôi. Ok, mình sẽ mua một cái dương nào khác nhé. Cái này được không? Mua lẻ này, cho mua lẻ không? À được rồi, cho mua lẻ. Ok, mình sẽ mua hết luôn. Ok, xem được bao nhiêu nhỉ? Hình như nó giới hạn, được giới hạn rồi. Thôi được, tạm thế cũng được. Lạc lạc 27 dương. Mình có 27 dương. 81 kỷ vật này. Mình sẽ đổi kỷ vật luôn. 81 là thêm 28, thiếu 28 thôi. Anh em chuẩn bị mở nhá, em đợi một giây. Ok, chúng ta bắt đầu. Xem tiếng ổn không? Rất có tiếng ý. Đầu tiên mình mở bằng tay đi. Mười cái. Bằng cái trước đi. Nunu Bumbi Mười tình hoa. Mở này hơi lâu rồi. Văn đứt quang tiễn. Cái gì đây? Mê cha là máy móc rồi, Sion máy móc. Ngủ dậy mà hơi ngáo. Bờ Lan Hỏa Linh. Cosmo gì đây nhỉ? Cái gì đây, mình quên tên mẹ là. Ôi không được, xịn gật dịu mất vậy. Kathleen và cố kiếm mấy con xin gật giải ốt này họ còn test xin gật giải ốt cho mọi người xem. Bên này mình không có xin gật giải ốt được, mình có mấy cái biểu tượng con ong này là quý nhất thôi, không ai có biểu tượng con ong như mình. Evelyn, sao toàn mấy skin gì đây? Mình sẽ mở 10 cái nhá. Nào, mở đi. Gì đây? Cái gì đấy? Cái gì? TF. Wow. TF gì đấy? Tí nữa xem sau, chưa biết TF gì đâu. Chờ quên. Chứ cái brand gì đây? Oh.
gì đây? Casopia. Mình chưa bao giờ thấy trang phục kiểu này. Ồ, một viên đá nữa. Lơ xua siêu phẩm các kiểu, xua cao bồi. Ok, 10 cái này sẽ mở bằng tay tiếp. Chớ đỏ, trời ơi cô giáo phải mở từ từ. Kiếm con sinh cực dai ốt mà khó thật anh em ạ. À, đây là cơ hội. Đây cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây, skin này này, siêu phẩm này, cái gì vậy, Gario địa ngục gì đấy, vai lành thật. Địa ngục là ngon à, tiếp tục này, siêu phẩm tiếp này, gì đấy, đây na. Gì vậy, không được con nào mình ưng ý vậy. What the fuck, đường bánh làm gì. Morgana Kitana lính cứu hỏa. Trời ơi, xin gật gì được, cốt là có xin gật coi à. Mua Wick thêm một viên, 4 viên à. Bên này mình hết HP rồi, đây là những giờ HP cuối cùng của mình. Mokai dương cuối cùng. Còn gì ghê ghê ngon ngon nào. Cái gì đấy, Pantheon. Cái gì vậy, sao con TF nè, TF lúc này là TF gì á? Nói chung là có vẻ cũng được được thôi, không ngon mấy. Con TF rồi, mình không nhìn thấy vậy. Kiểu mình chưa nhìn thấy con TF đấy bao giờ thôi. Thôi chào anh em nhé. Thì nếu mình sẽ xem sau là cái gì. Chào anh em nhé. Hôm nay mà chán, những RP cuối cùng của mình mà chán, không được cái gì gọi là ngon cả. Nếu anh em ủng hộ series kiểu mở mấy cái hộp này hashtag hay mở mấy cái hộp ấy này thì hãy comment nhé, cho mình ý kiến, hoặc là bạn có nick nào đó nhiều RP có thể gửi qua Facebook cho mình để mình làm video mình mở cho các bạn xem. Mở này cũng hay phết, tiếc hôm trước mình được con EZ này. Đó, Yasuo. Wow, nói chung là nhiều RP như thế nhưng mà không ngon mấy à, lỗ.
chào anh em nhé.